Bác Hồ, đối với người Việt Nam, còn hơn cả một vị lãnh tụ thông thường. Điều này ai cũng biết. Nếu có ai đó hoài nghi về tình cảm của quân và dân Việt Nam dành cho Bác Hồ, thì có lẽ bạn nên kể cho họ nghe về câu chuyện bức chân dung Bác Hồ được vẽ bằng máu của người họa sĩ mù Lê Duy Ứng. Lê Duy Ứng là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, họa sĩ, nhà điêu khắc, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Ông nổi tiếng vì đã vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng máu của mình khi đã bị thương, bị mù cả hai mắt ngay trên chiến trường tháng 9 năm 1971. Khi đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, ông tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Ông làm chiến sĩ trinh sát thuộc Đại đội 20, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Năm 1972, ông tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Ông giữ chức trợ lý ban tuyên huấn Trung đoàn 101 ở thị xã Đồng Hà. Ông đã quen và yêu một cô gái thanh niên xung phong người Hà Nội tên là Trần Thị Lê, người mà sau này sẽ là vợ của ông. Sau khi giải phóng thành cổ Quảng Trị, đơn vị ông đánh vào cửa Việt năm 1973. Tại trận này, ông vẽ bức tranh chiến thắng cửa Việt và tặng cho Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Sư đoàn 312, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1975, ông tham gia đoàn quân giải phóng miền Nam, mũi tiến công từ Đà Nẵng vào thẳng Sài Gòn với nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh lịch sử của cuộc chiến giành độc lập ngày 28 tháng 4 năm 1975. Khi còn cách cửa ngõ Sài Gòn 30 km, tại căn cứ Nước Trong, một căn cứ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Long Thành, Đồng Nai, ông bị thương, hỏng hai mắt và ngất đi vì trúng đạn súng chống tăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc nguy kịch, sau khi tỉnh lại, ông nghĩ rằng mình đã sắp chết. Ngay trên tháp xe tăng 847 đang bốc cháy, ông đã mò mẫm trong đêm tối, dùng ngón tay làm bút chấm máu chảy ra từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ nên bức chân dung Hồ Chủ tịch với nền là lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía dưới ghi đậm dòng chữ: ánh sáng niềm tin, con nguyện dâng người tuổi thanh xuân, và lại ngất đi. Bức tranh này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau khi trở về từ chiến trường với một thân thể không lành lặn, đặc biệt là đôi mắt đã bị mù lòa, nhưng Lê Duy Ứng vẫn chưa hề nản chí. Trong suốt hơn 45 năm, ông vẫn sáng tác hàng ngàn bức tranh, tượng và giành được nhiều giải thưởng mỹ thuật trong và ngoài nước. Đặc biệt hơn cả, ông vẫn luôn dồn rất nhiều tâm huyết vào các tác phẩm liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Căn nhà của người họa sĩ mù Lê Duy Ứng ngập tràn hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây được trưng bày hơn 3.000 bức tranh, tượng điêu khắc gỗ về người cha già dân tộc. Những tác phẩm này không chỉ là những tác phẩm mang tính nghệ thuật, mà còn là một phần ký ức hào hùng của dân tộc trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nghệ thuật là một cách thức thể hiện lịch sử vô cùng độc đáo và có giá trị lâu dài. Hy vọng câu chuyện về người họa sĩ mù Lê Duy Ứng đã giúp các bạn có thêm những góc nhìn mới lạ về lịch sử nước nhà.